thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí về dự hội thao hôm nay, VNPT Địa bàn Vĩnh Phúc rất trân trọng được kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Hội thi đua doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Đình Tuyến, trưởng hội thi đua doanh nghiệp Vĩnh Phúc cùng tất cả các đồng chí trong khối đến tham dự. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy trưởng đại diện cán bộ viên thông tốt. Giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Đức, Phó Giám đốc Liên thông tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh. Thay mặt lãnh đạo VNPT địa bàn Vĩnh Phúc và ban tổ chức hội thao, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới quý vị đại biểu, các đội tham dự, vận động viên, cổ động viên tại các địa bàn, các đơn vị và tổng trọng tài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thao của VNPT Vĩnh Phúc năm 2024 thành công tốt đẹp. Chương trình tham gia giải chạy trực tuyến VNPT.VPC Runner và ra mắt câu lạc bộ. Trong những năm qua, chuyên môn công đoàn VNPT Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần, văn hóa thể thao, hưởng ứng phong trào VNPT khỏe để gia đình hạnh phúc và xây dựng VNPT phát triển do công đoàn VNPT phát động. Với công cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương tấm Bác Hồ vĩ đại, ngày 2 tháng 11 năm 2023, công đoàn VNPT Vĩnh Phúc phát động chương trình tham gia giải chạy VNPT trực tuyến VNPT.VPC.Runner và ra mắt câu lạc bộ, cùng đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thể dục thể thao tại các địa bàn, đơn vị với bộ môn chạy và đi bộ. Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao vào các câu lạc bộ chạy với nhiều hình thức tập hợp thu hút. Luyện tập thể dục thể thao được nhân rộng và làm cho phong trào thể thao quần chúng ngày một sôi động, thiết thực và bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Từ trong phong trào thể dục thể thao trên đã xuất hiện những tấm gương điển. Hôm nay VNPT địa bàn Vĩnh Phúc tổ chức hội thao thành lập 10 đội tại các địa bàn, hai đơn vị khối kỹ thuật luyện tập quyết tâm giành giải trong hội thao. Đây cũng là một dịp để cán bộ, công nhân viên, các vận động viên tại các địa bàn, đơn vị có điều kiện thọ sát học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong VNPT của chúng ta. Và điều đặc biệt quan trọng hơn nữa, đó là sự đoàn kết, gắn kết hơn nữa giữa mỗi người cán bộ, công nhân viên, người lao động của chúng ta, mỗi đơn vị của chúng ta trên toàn địa bàn. Thứ nhất, các vận động viên thi đấu nên tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng, vận động đạt thành tích cao nhất. Thứ hai, các đồng chí trong tổ của bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, xã hội và đúng luật. Toàn thanh niên các địa bàn, đơn vị duy trì môn đi bộ, chạy, mở rộng môn thể thao khác như bóng chuyền, dân vũ. Với tinh thần và ý nghĩa quan trọng đó, thay mặt ban chỉ đạo, ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thao chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành huấn luyện năm 2024. Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, đội ngũ trọng tài, các đồng chí trưởng đoàn, vận động viên, cổ động viên, các đội sức khỏe hạnh phúc và thành công. Chúc hội thao của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể các đồng chí, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, thắng không kiêu, bại không nản, ban tổ chức luôn tin tưởng các trọng tài và các vận động viên chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của ban tổ chức, giữ vững kỷ luật trong thi đấu, quyết thắng, giành thắng lợi cao trong đợt thể thao ngày hôm nay. Thay mặt vận động viên, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Duy Hồi, vận động viên của khối thi đua của bạn. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các vận động viên, tổ trọng tài cùng toàn thể những quý khách, tôi đây là Nguyễn Duy Hội, đại diện cho vận động viên của khối văn phòng viễn thông tỉnh và trung tâm kinh doanh. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho các vận động viên tham dự giải
thể thao kéo co chào mừng ngày truyền thống ngành Bưu điện 79 năm. Thay mặt các vận động viên, chúng tôi xin hứa tuyệt đối chấp hành nguyên các điều lệnh giải, các quy định, quy chế của ban tổ chức và các sự điều khiển của trọng tài, tham gia thi đấu với tinh thần tích cực, nỗ lực, cao thượng, trung thực, quyết tâm giành chiến thắng, đạt kết quả cao. Tôi xin hứa, xin hứa, xin hứa. Tiếp theo là thay mặt tổ trọng tài xin xong giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, thay mặt tổ trọng tài lên. Tôi tên Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện cho lực lượng trọng tài về tham gia điều hành hội thao Vĩnh Phúc kỷ niệm 79 năm ngày thành lập ngành truyền thống 15 tháng 8 năm 1945, 15 tháng 8 năm 2024. Chúng tôi xin hứa điều hành các giải đấu theo tinh thần khách quan, trung thực, vô tư, đúng với điều lệ mà ban tổ chức đã ban hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để góp phần vào thành công chung của hội khỏe. Chúng tôi xin hứa, xin hứa, xin hứa. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, chương trình khai mạc hội thao kỷ niệm ngày truyền thống ngành hôm nay xin được khép lại. Và để tiếp theo chương trình xin chân Thank you.
6 điểm. Và sau đây là bảng chúng ta là các đội chúng ta nghỉ 10 phút tiếp tục gặp vòng 3 đội trong cuộc đấu. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 3 của trận đấu ngày hôm nay. Hold on!
buổi sáng thi đấu sôi nổi và hào hứng của vận động viên từ các đội tham dự môn kéo co năm 2024 VNPT Địa bàn Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp. Căn cứ vào kết quả thư ký đã tổng hợp và gửi cho ban tổ chức, thay mặt ban tổ chức tôi xin công bố danh sách các đội được giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Giải khuyến khích thuộc về phòng khách hàng của sự nghiệp đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay. Đồng giải bàn Vĩnh Yên và trung tâm điều hành thông tin. Giải nhì thuộc về đội VNPT Địa bàn Vĩnh Yên. Một giải đặc biệt xuất sắc, giải nhất thuộc về văn phòng viên dân tỉnh và trung tâm kinh doanh. Tiếp theo là một nội dung rất quan trọng, phần trao đổi các công việc của các đồng chí. Xin trân trọng kính mời tất cả các đơn vị tôi vừa mới xướng tên đồng giải khuyến khích lên trên vị trí danh dự để nhận phần thưởng. Xin mời mọi người đại diện các đội ạ. À vâng, tôi xin đọc bài ạ. VNPT Địa bàn Tân Thạch Sông Lô, Tân Đảo Cát Dương, Bình Xuyên, Kiên Đại, Vĩnh Tường, Trung Tâm Công nghệ Thông tin. Văn cầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Ban Tổ chức Hội thao, đồng chí Tô Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, tiểu ban chuyên môn trọng tài lên trao giải cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời các đồng chí ạ. Có 130 vận động viên và hơn 180 cổ động viên tại các địa bàn, đơn vị cùng giao lưu, học hỏi, đoàn kết và quyết tâm tranh tài. Ban tổ chức nhận thấy ngay từ khi có kế hoạch tổ chức hội thao kỷ niệm ngày truyền thống ảnh, các đội đã thuê mời huấn luyện viên hướng dẫn và tập luyện hăng say khi hết giờ làm việc để có được kết quả như ngày hôm nay. Các động viên đã không chuyên tại các đội khi tham gia trò chơi kéo co, các đội đã có những chiến thuật sắp xếp đội hình tạo thành một khối thống nhất để không bị đánh bại sẽ được nâng cao. Đội trưởng người cầm trịch là yếu tố quan trọng để thao kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành biêu điện, ngành thông tin truyền thông và 78 năm ngày thành lập công đoàn thông tin và truyền thông năm 2025. Xin trân trọng cảm ơn. À vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý